Một ông già 70 tuổi lại thòm thèm cơ thể của cô thiếu nữ 17. Cơ thể đã có sự phản ứng. Người học trò năm xưa vì để nổi tiếng nên không chỉ đạo nhái cuốn truyện người lớn mà thầy mình dùng cả đời để viết, mà còn lấy được cả người của ông. Cảnh giường chiếu rất chi tiết, nhưng kết phim lại rất thoải mái. Rồi, xin chào mọi người, lại là mình đây. Bộ phim của hôm nay có liên quan tới tình cảm và ham muốn. Nhà thơ nổi tiếng Lee Jukjo đã bước vào tuổi thất tuần và đi về ở ẩn, và cả ngày làm bạn với sách vở, sống những ngày tháng cơm thừa canh nhạt. Đến tối khi cởi quần áo ra, ông thấy cơ thể mình đã đầy vết nhăn khi ở trong gương, và cậu em mềm oặt của mình. Tâm trạng của ông đen như than vậy. Sáng ngày ra, ông còn dậy sớm hơn cả mặt trời. Ông nghe chim chóc trong rừng cũng thành đôi thành cặp. Lòng ông càng thêm phần khó chịu. Cuộc đời rực rỡ của ông đã đi vào trạng cuối rồi. Cuộc sống của ông bây giờ giống hệt như tên ông vậy, cô độc và chán trường. Seo Ji-hu là học trò của ông. Đừng có thấy anh không đẹp trai, nhưng tài hoa của anh đều dùng trên ngòi bút hết cả, và là nhà văn được các bạn đọc nữ vô cùng yêu thích lúc bấy giờ. Vừa mới phát hành một quyển sách mới là lập tức có thêm nhiều fan, và anh đã trở thành người bạn mới của phụ nữ. Hôm đó, Lee Jukjo trên đường về nhà sau khi ra ngoài, thì từ xa, ông đã nhìn thấy có một cô thiếu nữ đang nằm trên chiếc ghế dài dưới cái cây to ở trước cửa nhà mình. Cô gái nằm ngủ ngon dưới ánh mặt trời, có một cơ thể vô cùng đầy đặn, da cô trắng như ánh sáng. Ông bỗng bùm một phát, cảm giác mới mẻ đến vậy, tốt nhất là nên dừng thêm phút nữa. Seo Ji-hu đã đến bên thầy của mình, nhìn thấy có một cô gái không biết từ đâu đang nằm ở đó thì anh vội vàng gọi cô dậy. Cô tên là Han Eun-gu. Cô đã vào đây bằng cách đi cầu thang ở bên cạnh, bởi vì chưa từng thấy chiếc ghế lắc nào như thế này, nên cô đã tò mò ngồi lên. Sau khi nói xong, cô vội vàng chào tạm biệt. Lee Jukjo lại ngồi lên chiếc ghế đó và hít thở những hơi ấm mà cô để lại. Ông đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận mùi vị của một cô gái trẻ. Ji-hu ở bên cạnh ông, tuy rằng anh làm nhiều việc nhưng lại không để tâm. Trong lòng anh, chăm sóc người thầy già yếu này không thể nào quan trọng bằng việc đi tuyên truyền cuốn sách mới. Ăn phải canh rong biển rất mặn, ông đã phải dùng nước lọc để làm sạch miệng, sau đó lại dùng sự im lặng để phản ánh sự ngại ngùng. Thật sự anh đã bỏ hơi nhiều muối, do đó anh đã làm cho ông một bữa ăn khuya. Anh còn nói với ông sẽ giúp ông tìm một bảo mẫu, đó chính là Eun-gu, cô gái đã lẻn vào và ngủ quên ở trên ghế. Nghe thấy học sinh của mình nói như vậy, tuy rằng mặt ông bình tĩnh nhưng mà trong lòng ông đã vui mừng nhảy múa. Ông không để ý việc Eun-gu làm rối tung cả bàn thảo sách của mình lên, thậm chí ông còn giúp cô làm việc nhà, gạt bỏ được những phiền phức. Seo Ji-hu cũng có nhiều sức lực hơn để làm hoạt động ký sách. Eun-gu rất chăm chỉ làm việc nhà, Lee Jukjo lúc nào cũng nhìn trộm cô. Cái chân thứ ba của ông đã bắt đầu tràn đầy tinh lực rồi. Eun-gu cố ý bảo thợ may cắt ngắn váy của mình. Ở cái tuổi bỡ ngỡ tình đầu này, cô định thả mình theo thanh xuân. Vẻ ngoài cô vô cùng trong sáng, cô gọi Lee Jukjo là ông và thường tỏ ra mình rất trong sáng ở trước mặt ông. Điều này khiến cho ông mở rộng lòng mình. Quả nhiên những sự vật trong mắt người có văn hóa khác xa so với những gì người thường như chúng ta thấy. Gọt cái bút chì cũng trở nên vô cùng quyến rũ. Điều này khiến cho Eun-gu như chìm vào trong một thế giới mới lạ. Cô nghĩ rằng mình rất hiểu nhà thơ già này. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp hơn. Phải bắt đầu nói từ cái đêm mùa hè mưa như chút nước đó. Eun-gu đến nhà Lee Jukjo với bộ dạng ướt như chuột lột. Cô nói rằng mình bị mẹ ngược đãi nên không còn nơi nào để đi. Lúc này, ông như có cảm giác mình có được một đứa em gái mưa. Ông đưa quần áo của mình cho cô thay, sau đó còn giúp cô sấy khô áo đồng phục. Cô nằm trên giường của ông và cố tình mở to chân ra, khiến cho ông nhìn đến nỗi lòng dạo rực cả lên. Đây là đang ra tín hiệu cho tôi sao? Tôi có nên lấy khẩu súng đã cất nhiều năm ra không? Không biết trong đó còn đạn không nữa. Ông đang chìm sâu trong tưởng tượng của mình. Nhưng ông rõ ràng là một nhà thơ nổi tiếng một thời, nên vì để bảo vệ danh tiếng, ông vẫn bảo cô ra ngủ ở sofa trong phòng khách. Nhưng ngày hôm sau, khi ông tỉnh lại thì phát hiện ra trong chăn của mình còn có một người nữa. Ra, chuyện gì vậy? Cô dám tấn công một ông già như tôi sao? Điều này khiến cho ông như nở hoa trong lòng vậy. Thật là có cầu cũng cầu không được mà. Ông trời có mắt, nhìn thấy cô đang ngủ say. Hình xăm ở trước ngực của cô đã khiến ông có hứng thú. Lúc này có tiếng ở bên ngoài vọng vào. Seo Ji-hu đến đã phá vỡ thời gian tốt đẹp này. Lúc này, ông đã dùng tốc độ ánh sáng, nhanh chóng xuống giường và đi xuống tầng hầm. Nhìn thấy quần áo của Eun-gu, Ji-hu như hiểu ra điều gì. Anh tự tưởng tượng ra một khung cảnh không đẹp đẽ gì cả. Một cảm giác nguy hiểm đã sinh ra từ đây. Nhìn thấy thầy mình thay đổi nhiều từ cách sống vì Eun-gu, anh bắt đầu lo lắng, tìm cô bảo mẫu này đến. Anh vốn định làm ra vẻ rất tốt với ông, càng muốn bày tỏ sự quyến rũ của mình ở trước mặt cô. Anh định một tên bắn trúng hai đích, nhưng lại bị sự việc bất ngờ này phá vỡ. Khi ra ngoài đi dạo, anh càng tỏ ra bực tức hơn. Anh vứt gương của Eun-gu xuống bên vực. Lee Jukjo không ngại nguy hiểm, giúp cô lấy lại gương và được cô ôm lấy. Xem ra gừng càng già càng cay đây. Ji-hu phải đổi kế sách rồi. Về đến biệt thự, cô kêu ông nằm lên đùi mình. Sau đó, cô đã xăm cho ông hình xăm giống của mình. Hai người gần nhau đến vậy, khiến cho ông rất ngứa trong lòng. Ông cảm nhận được hơi thở của cô và bị ngón tay ấm áp của cô động chạm. Ông bỗng cảm thấy mình như trẻ ra. Ông đuổi theo cô khắp cả rừng, dường như tràn đầy năng lượng. Cuối cùng, cũng có cơ hội cởi hết đồ cô ra. Thì giấc mơ đẹp này của ông bỗng bị dập tắt bởi tiếng gọi. Hóa ra cô đã xăm xong.
ông không kể ngày đêm, mà viết đoạn tình mình tự tưởng tượng này ra sách. Không khó để nhìn ra, ông quá mong muốn về thanh xuân. Đương nhiên những hình ảnh không thể miêu tả ra, chỉ có thể tự tưởng tượng. Nhưng từ khi Jihu biết được bí mật giữa hai người, thì ngòi bút thần kỳ của anh đã biến mất. Cho dù là lúc đêm khuya tĩnh lặng cũng chẳng nghĩ được gì. Anh đem tất cả điều này đổ lên đầu Eun-gu. Anh đã lừa cô đến nhà, sau đó trút ra những bất mãn trong lòng. Tôi tìm cô đến làm bảo mẫu, chứ không phải làm vợ thầy tôi. Cô không lớn, nhưng mà mơ cũng lớn quá cơ. Lẽ nào cô không biết tôi cũng thích cô sao? So với ông già kia, thì yêu một người trẻ tuổi không thích hơn sao? Cô quá ghê tởm rồi. Nghe những lời anh nói, Eun-gu có một cảm giác không lành về anh. Hai người cũng luôn chảnh chọe trong những ngày sau đó. Bởi vì đều trẻ tuổi, nên những hành động và lời nói luôn trái ngược nhau. Rồi một hôm, anh đã vô tình phát hiện ra bộ tiểu thuyết có nữ chính là Eun-gu mà thầy mình đang viết. Có thể nói những tình tiết hấp dẫn ở trong đó đã hấp dẫn được anh. Nghe thấy tiếng bước chân của thầy, nên anh nhanh chóng để cuốn tiểu thuyết về chỗ cũ. Lee Jukjo cảm thấy mình đã rơi vào một mối tình, quên cả tuổi tác. Mỗi giây phút ở bên Eun-gu, ông đều như cảm thấy mình được trở về tuổi đôi mươi. Cơ thể ông cũng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Jihu đã lấy trộm bản thảo bộ tiểu thuyết đó đi và nhanh chóng bán ra với tên mình. Không ngờ rằng lại được bạn đọc đón nhận nhiệt tình. Biết được tin này thì Lee Jukjo vô cùng tức giận. Ông mắng anh vì đã trộm tác phẩm của mình. Nhưng Jihu đầu tiên là tỏ ra đáng thương. Sau đó, anh đã nói ông là trâu già ăn cỏ non. Bị truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa. Thầy trò hai người đã trở thành kẻ thù. Eun-gu nhìn thấy mọi chuyện thì đã quay đầu chạy đi. Nửa đêm, nghĩ tới những lời Jihu đã nói, thì Lee Jukjo càng thấy cô đơn hơn. Lẽ nào người già không xứng đáng có được tình yêu sao? Mặc kệ Eun-gu gõ cửa, ông đều không có động tĩnh gì. Xem xong tiểu thuyết của ông, cô đã động lòng. Không ngờ rằng trong mắt ông cô lại hoàn hảo đến vậy. Cô có chút vui mừng khi biết được Jihu đã dùng tên của anh để xuất bản cuốn sách này. Cô thậm chí còn ra mặt giúp ông. Nhưng anh lại nói, nếu như xuất bản với tên ông thì sẽ đẩy ông vào hố sâu của dư luận. Nói xong, anh còn hôn khi không được sự cho phép của cô. Những hành động này rõ ràng là có đem theo não. Anh muốn có được danh vọng và cả cô nữa. Không ngoài dự đoán, dựa vào bộ truyện này, anh đã nhận được giải nhiều người đọc nhất. Nhưng Lee Jukjo biết được trình độ của anh, ông vốn không muốn tham gia, nhưng đã phá lệ tới lễ trao giải và nói rằng hai người giống như cha con vậy. Nhưng anh lại hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Mà ông lên bục phát biểu, tuy không nói ra chân tướng, nhưng lại ẩn ý gì đó. Chớp mắt đã sang đông, ông dường như cứ nhìn thấy bóng hình của Eun-gu. Thứ ông mong muốn trong lòng không chỉ là cơ thể cô, mà còn cả sự trẻ trung, tràn đầy sức sống của cô. Hôm sinh nhật ông, cô đã đem bánh gato đến chúc mừng. Jihu cũng có mặt, nhưng anh vẫn thấy có lỗi với ông, nên tặng xong quà là anh định rời đi. Nhưng ông dường như có ý tha thứ cho anh. Ba người họ đã uống rượu chúc mừng sinh nhật ông. Sau khi uống được một lúc, Jihu lại bộc lộ ra ý đồ của mình, không ngừng nhấn mạnh rằng mình đã làm cái đuôi cho thầy bao nhiêu năm đến tận bây giờ thì đã thành tài. Thầy mình là người lỗi thời rồi. Ông đã về phòng mà không vui. Ông vẫn giữ sự yêu mến của mình đối với Eun-gu ở trong lòng, cùng với sự lưu luyến và không nỡ. Nụ hôn nhẹ là tất cả những gì mà ông có thể làm. Nhưng khi đối diện với cậu học sinh mặt người dạ thú kia thì ông không muốn nói thêm câu nào. Tiếng cửa mở ra, Eun-gu đã đi ra khỏi phòng ông. Nhưng cô không hề rời đi, mà đến trước mặt Jihu. Không ngờ rằng cô trẻ trung, trong sáng như vậy lại có nhiều ham muốn đến thế. Lee Jukjo đã tỉnh giấc bởi những tiếng động. Ông lần ra cửa và thấy giày của Eun-gu ở đây. Thế nên ông đã đi xuống tầng hầm và nghe thấy tiếng cười khoan khoái của Eun-gu, nhưng lại không nhìn thấy rõ. Thật là tò mò quá đi. Lee Jukjo đã qua tuổi 70, như là một chiếc ổ cứng tràn đầy JAV, và nhanh chóng tìm chỗ có thể nhìn rõ hơn. Ua, không biết nó ám ảnh trong lòng ông nhiều đến thế nào. Chỉ thấy Jihu dùng cả hành động lẫn suy nghĩ để làm cho Eun-gu vui sướng. Lee Jukjo đã sụp đổ, người thầy già đã sụp đổ, ông già hiền từ đã sụp đổ rồi. Jihu, mày đã trộm bản thảo của tao, lại còn trộm cả tình yêu của tao nữa, vụng trộm với người con gái tao yêu, lấy đi tất cả của tao. Nửa đêm, Eun-gu đã ra ngoài với chiếc chân què, chân cụt. Cô muốn dựa vào tường mà chả có bức tường nào. Ông ngồi trên xe nhìn cô rời đi, rồi cầm lấy cái cờ lê xe và vặn lốp xe ra. Sáng hôm sau, xe của Jihu đã bị hết hơi. Anh lái ngay xe của thầy đi một cách tự nhiên. Quả nhiên lái được nửa đường thì xe đã hỏng. Thợ sửa xe đã nói với anh, cái này là do có người cố ý làm đó. Rõ ràng là có người không muốn anh sống nữa. Anh hiểu rõ ra mọi điều và lại lái xe đi. Anh buồn bực, tức giận và không ngừng chửi rủa người thầy mà mình đã từng kính trọng. Nhưng lần này anh không có may mắn như trước nữa. Kết quả của việc chuyển làn đột ngột đã đưa anh về trời. Từ đó trở đi, Lee Jukjo vẫn sống một cuộc sống giống như cái tên của mình. Đó là cuộc sống vừa cô đơn vừa khó khăn. Vì một cô gái không thuộc về mình, khi đối mặt với sự nức nở của Eun-gu, ông không hề mở lời. Tình yêu và nỗi đau khổ không nói ra thành lời này, không phải có từ sự dè dặt của người già, càng không thể nói là nói chẳng có tác dụng gì, chỉ để cho sướng mồm mà thôi. Eun-gu khóc nức nở, một bó hoa để ở đầu giường, thì sự đau lòng còn nhiều hơn hoa trên đó. Rõ ràng đây không phải là phim hài. Bộ phim đã khép lại tại đây. Tôi tin rằng đây là một kết cục mà không ai muốn mắc phải. Nhưng khi tình yêu đến rồi, thì ai có thể đuổi nó đi?
có lúc tình yêu còn quan trọng hơn tính mạng. Các bạn nghĩ sao? Và video đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.